giờ cô chú các anh chị em nha, đã đến với kênh channel Người Sài Gòn. Và hôm nay em Kim có làm cái clip này, muốn tìm người thân như là bên cộng đồng Việt Kiều ở bang Texas, có quen biết thì những thông tin người thân này có thể giúp đỡ cho chú này tìm người thân ở bên bang Texas. Đây chú này nhờ chủ kênh Người Sài Gòn, em là tên Kim, chủ kênh Người Sài Gòn đến đây ghi hình một số hình ảnh của bà con cô chú chị em của chú này có liên quan. Thì trong hình này là thì không cô chú anh chị em hoặc là người thân biết thì có thể liên hệ với chủ kênh để gặp chú liên lạc lại người thân. Đây là một số hình ảnh thông tin về người thân của chú. Và hôm nay chú chú nói gì, chú muốn tìm ai đó. Từ ngày cha mẹ con chết tới giờ chú không có liên lạc được với mấy con. Bây giờ nếu mấy con có bật được thư này mà chú liên lạc với chú không có còn hình ảnh với ba con với mẹ con. Giờ không biết mẹ con giờ có còn chết hay còn sống ba, chú không biết. Đây là hình của ba con này nè, đây là hình mấy đứa nhỏ nè, đây là hình quên cô mấy của mấy cháu đây nè, nè mấy cháu có liên lạc được thì liên lạc với đi kênh người Sài Gòn hoặc liên lạc với chú. Là chú giờ ở hiện giờ ở Việt Nam ở địa chỉ cũ rồi đó, anh hai cô có ghé đó. Nó mấy con có ấy này nọ đâu đây nè, hình ảnh của cho ba mẹ con đây nè. Đây hình của thằng đứa nào tao cũng không biết nữa. Đây là hình của ba đây nè, đây nè. Nếu tụi con có liên lạc với chú để đây giờ Việt Nam ba với bác con giờ chết hết trơn, giờ chỉ còn mình chú à với cô con cũng chết rồi. Đây nè, hình đây nè, đó. Nếu các con có liên lạc được, liên lạc với chú đây nè. Đây nè. Hình ba tụi con đây nè, đây hồi lúc đám cưới không biết của đứa nào, ba chú không có biết là ba mày có gỡ về nè. Hình nay nó mờ quá, mấy chục năm rồi chú có còn gì có tên gì đó người ta biết mà. À mà các con tên thằng Mạnh, thằng Hòa, thằng Hiệp, thằng Lý Quá đâu đó, thằng Sang, thằng Út á. Hồi ba con có chết mà mẹ con có về đốt cho ba con cây nhang với thằng Út á, tên thằng Sang đó. Bây giờ các con có ấy nè, nếu các con có thương chú liên lạc với chú chứ. Đây nè hình của bà nội đây nè, chú đưa cho con coi. Đây là hình của bà nội nè. Đó, bà nội nay mất nay cũng lâu lắm rồi nè. Nếu các con có ấy này nọ, các con liên lạc với này nọ đâu. Bà già hình bà già đó nay cũng mấy năm rồi đó, còn trắng đen không à. Đây là hình bà nội lúc còn sống, bà nội chặt sen nuôi ba mày với nuôi ba mày với bác hai mày đó, với chú đó. Ở đây hình bà nội nè. Hình nay là hồi bà nội nay chết, bà nội cũng lâu lắm rồi đó. Chú tên gì? Chú ba nói cho con các con cháu biết là chú tên Có, Nguyễn Phước Có, cho hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các con có liên nếu
có coi được clip này mà liên lạc với chú hoặc kênh của người Sài Gòn, số điện thoại của chú ở Việt Nam là 0906 354 793. Và lát qua đồng thời chú cũng nhờ cái chú này quay phim ba bàn thờ của ba con với bác hai con với bà nội ông nội đồ này nọ đồ đó. À, nếu mà cô chú anh chị em ở Việt Kiều ở bang Texas đó thì có thể chia sẻ thông tin này giúp cho chú tìm người thân dễ dàng hơn đó. Từ ngày ba con chết tới giờ là chú không có liên lạc gì cho mẹ con, giờ ba chú con không biết mẹ con còn sống hay chết chơi chỗ nào nữa. Nếu thí dụ mẹ con còn sống mà nói với mẹ con liên lạc với chú cũng được, mà thí dụ mẹ con có cái gì thì cũng phải cho chú biết để này nọ, để chú biết này nọ đồ, là lá cường quay vô bàn thờ ông nội bà nội với ba chú có thờ bác hai con với ba con đó. Mà giờ cái từ hồi ba con chết tới giờ cái hũ cốt của ba con chết đó, theo đó, cái hũ cốt ba chú cũng không biết để ở đâu, tụi em không biết có đem về Việt Nam, có đem về bên Mỹ không chú cũng không biết nữa. Chú có hình ảnh là chú thờ tới ngày cúng giỗ của ba mày, ba chú góp là chú cúng là một lần một năm là cúng chung bà cùng ngày tháng của bà nội luôn, ta hưởng ta cúng cho ba với mẹ ăn. Con nghe nói người đó mất là nào, chết là nào? Chết năm ba nó chết năm nay cũng 10 năm rồi. Lát nhờ em trai vô quay đi vô luôn. Đi vô luôn. Để vô cái đốt của bàn thờ để này nọ. Là con chó coi cùng em. Đi. Đi. Chứ mày. Đây nhập đây. Bây giờ của bà nội là nằm ngay đây cùng ba với bác hai với ba mày đây nè, ba đưa cho tụi quay coi đây nè. Đây là hình với đây là hình ba thờ cho ba bác hai với ba tụi quay đó, ngồi ké cho bà bàn thờ bà nội á. Đây là bà nội hả? Bà nội hình ông nội không có, ông già chết nay là trên 50 năm rồi. Bà già chết sau này. Nếu có các con có liên lạc được liên lạc cho với chú hồi giờ ở thành phố Hồ Chí Minh ở phường 9 quận 8 nè. Rồi. Dạ còn gì đâu chú thôi luôn này chú. Giờ biết nói gì em trai chỉ biết nói vậy thôi. Đó. Nếu các con có liên lạc được chú liên lạc với chú để chú biết cho các con giờ có bệnh khỏe không này nọ thôi à. Rồi ok.